Lời đầu tiên cho phép Hoài Ngân xin được gửi lời chào thân thương nhất tới toàn thể quý khách đang có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Ngày hôm nay Hoài Ngân rất là vinh dự khi được đến đây và chung vui với tất cả mọi người. Và sau đây Hoài Ngân xin gửi tới mọi người ca khúc Câu đợi, câu chờ, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Thịnh. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ạ. Nẻo đường
câu hò vì dặm anh thương, anh thương trọn đời. Cay hứng muối ca khúc nữa, Hoài Ngân xin gửi tới mọi người ca khúc Thơ Tình Cuối Mùa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ạ.